Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 9 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử vụ án liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát với phần tranh luận của các luật sư bào chữa. Luật sư bảo vệ bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, cựu phó tổng giám đốc phụ trách tín dụng và xử lý nợ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét các luận điểm bào chữa của mình. Mặc dù luật sư đồng tình với việc đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh buộc tội bị cáo Dung, nhưng vẫn bày tỏ phản đối hai tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần và phạm tội có tổ chức. Về tình tiết phạm tội nhiều lần, luật sư lập luận hành vi của bị cáo chỉ liên quan đến một gói trái phiếu duy nhất của công ty Setra chỉ với một lần phát hành sơ cấp, nên chỉ có thể coi là phạm tội một lần. Đối với cáo buộc phạm tội có tổ chức, luật sư cho rằng bị cáo Dung chỉ là đồng phạm giản đơn với vai trò hạn chế, chỉ thực hiện nhiệm vụ theo trách nhiệm công việc mặc dù có sai phạm mà không tham gia vào kế hoạch hoặc ý đồ của chủ mưu trong vụ án. Trong phần tự bào chữa bổ sung, bị cáo Dung cho biết, kể từ khi xảy ra vụ án, bị cáo luôn xác định tinh thần không trốn tránh trách nhiệm và sẵn sàng đối diện với những gì mình đã làm. Tuy nhiên, khi nhận được quyết định khởi tố về các tội danh rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo cảm thấy rất sốc vì không biết mình đã vi phạm quy định nào ở hai tội này. Chỉ sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo mới hiểu rõ hơn về các cáo buộc. Bị cáo Dung thừa nhận trách nhiệm đối với tội danh rửa tiền nhưng lại phủ nhận cáo buộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến gói trái phiếu do công ty Setra phát hành. Bị cáo khẳng định lỗi duy nhất của mình chỉ là đã gửi một tin nhắn trong nhóm Telegram để truyền đạt lại ý kiến của lãnh đạo sau cuộc họp với Trương Khánh Hoàng. Bị cáo Dung cũng nhấn mạnh tại thời điểm đó bị cáo giữ vị trí phó giám đốc khối phụ trách tín dụng và không có liên quan gì đến các gói trái phiếu. Bị cáo tham gia cuộc họp với tư cách là thư ký của lãnh đạo Trương Khánh Hoàng, chứ không có bất kỳ vai trò nào trong việc chọn công ty phát hành trái phiếu, phương án dòng tiền hay việc mua trái phiếu sơ cấp. Bị cáo cũng giải thích nhóm Telegram được thành lập từ năm 2009 với mục đích trao đổi công việc kinh doanh, chứ không liên quan đến các giao dịch trái phiếu. Tuy nhiên, bị cáo thừa nhận việc chuyển tiếp chỉ đạo của lãnh đạo SCB giúp công ty Setra phát hành thành công trái phiếu là sai lầm. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến các bị hại và thừa nhận sai lầm nào cũng phải trả giá, nhưng cảm thấy mức án mà bị cáo phải đối mặt là quá nặng với tổng hình phạt của cả hai giai đoạn vụ án là lên tới 30 đến 32 năm tù. Ở giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo đã muốn buông xuôi, không muốn nói gì, không muốn bảo chữa gì nữa. Nhưng hàng ngày, trên đường về trại giam, bị cáo thấy cha mẹ bị cáo đứng chờ, bị cáo thấy con trai 8 tuổi đứng vẫy tay chào mẹ ở góc đường, bị cáo đau lòng lắm. Bị cáo biết với mức án này, tuổi thơ và tuổi trưởng thành của con bị cáo sẽ không có mẹ. Đây là nỗi đau đớn của bị cáo Dung chia sẻ. Từ những lập luận trên, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại vai trò và quyền hạn của mình trong việc phát hành trái phiếu. Bị cáo cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét khả năng tự khắc phục hậu quả của công ty Setra, cho rằng công ty này hiện đang sở hữu nhiều tài sản có giá trị, đủ để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi thường trong vụ án. Cuối cùng, bị cáo Dung xin hội đồng xét xử đưa ra một mức án thấu tình đạt lý. Bị Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi tuyên phạt 8 năm tù, người tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, ông Phúc vừa bất ngờ rút kháng cáo để đi thi hành án. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với ông Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng sư thầy Thích Tâm Phúc. Trước đó, cuối tháng 8 vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi đã tuyên phạt ông này 8 năm tù về các tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau phiên tòa sơ thẩm, ông Phúc làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên sau đó, ông Phúc đã bất ngờ rút kháng cáo, chấp nhận mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên để đi thi hành án. Theo bản án sơ thẩm năm 2021, bà HT, trú ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, mua một thửa đất có diện tích hơn 420m² tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi của vợ chồng ông NVT nhưng chưa được làm thủ tục tách thửa. Ngày 7 tháng 10 năm 2022, thông qua LVV, 33 tuổi, trú ở huyện Củ Chi, bà T quen biết Nguyễn Minh Phúc và nhờ ông này làm thủ tục tách thửa đất nói trên thành hai thửa, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng.
Mặc dù không có chức năng hay mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất, nhưng do quen biết và nhiều lần thuê người làm giấy tờ bằng cấp giả, nên ông Phúc đồng ý. Ông này yêu cầu bà T đưa 135 triệu đồng để lo thủ tục. Bà T chuyển cho ông Phúc 70 triệu đồng. Nhận được tiền, ông Phúc lên mạng xã hội thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Phúc đưa cho bà T một bản, còn một bản giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà T thì giữ lại, hẹn đến khi nạn nhân đưa nốt 65 triệu đồng sẽ trả lại. Sau khi hành vi sai phạm bị phát hiện, ông Phúc trốn sang Thái Lan. Qua một thời gian nghe ngóng tình hình, nghĩ rằng sự việc đã lắng dịu nên ông này quay về Việt Nam. Tuy nhiên, ông Phúc đã bị công an huyện Củ Chi triệu tập lên làm việc và phải khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 9 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Hữu Tuấn, sinh năm 1995 ở Đồng Nai, Trần Ngọc Anh, sinh năm 1995 ở Dĩ An, Bình Dương và Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1998, Nông Cống, Thanh Hóa, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng giữa tháng 7 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện một lô hàng 9 thùng từ châu Âu về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng chức năng xác định người nhận 9 thùng hàng là một nam giới ở thành phố Hải Phòng. Một mũi trinh sát đã bí mật giám sát tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, địa điểm nghi vấn đối tượng sẽ đến nhận hàng. Sáng ngày 19 tháng 7, tổ công tác mật phục phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 36A338XX bên trong có 3 nam giới có biểu hiện nghi vấn. Tiếp tục theo dõi, đến trưa cùng ngày, tổ công tác đã ập vào bắt giữ nam thanh niên khi đối tượng đang vận chuyển 9 thùng hàng từ xe ô tô vào khách sạn tại khu biệt thự liền kề làng Việt Kiều Châu Âu, phường Mộ Lao. Qua kiểm tra xác định là Trương Hữu Tuấn sinh năm 1995 ở Đồng Nai. Trong 9 thùng hàng có tới 97,5 kg ma túy tổng hợp được đóng vào các túi hút chân không, ngụy trang trong các bịch rượu vang. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm Trần Ngọc Anh, sinh năm 1995 ở Dĩ An, Bình Dương và Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1998 ở Nông Cống, Thanh Hóa là các đối tượng liên quan trong đường dây. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thu Trâm để điều tra về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, Công an huyện Sơn Hòa bắt quả tang đối tượng Lê Thị Thu Trâm, sinh năm 1986, trú ở thôn Nguyên An, xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa, đang thực hiện hành vi dán hai tờ tài liệu có nội dung xúc phạm bôi nhọ lãnh đạo các cấp tại mặt trước Ủy ban Nhân dân xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa. Khi kiểm tra phương tiện của đối tượng Lê Thị Thu Trâm, Công an huyện Sơn Hòa thu giữ thêm 73 tờ tài liệu có cùng nội dung, hai điện thoại di động. Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ 4 két sắt, 2 máy in, 1 máy scan, 51 đĩa CD, 1 máy tính và các thiết bị, phụ kiện máy tính có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thu Trâm. Từ năm 2022 đến năm 2024, vợ chồng Lê Thị Hòa và Nguyễn Văn Trong đã làm và gửi 104 đơn thư khiếu nại tố cáo có nội dung sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm, uy tín của người khác, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân và gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.